sau buổi tan học, những em nhỏ này phải bơi qua sông để về nhà. Các em chấp nhận ướt hết áo quần, bơi chỉ bằng hai chân, hai tay buộc phải đưa lên khỏi mặt nước để giữ cho tập sách không bị ướt. Con sông Jin mùa khô vẫn rộng đến hàng chục mét, nước chảy xiết như những con suối. Còn đây là chiếc bè được kết nối rất tạm bợ từ những thanh tre lộ ô. Một sợi dây cáp điện dài được vắt qua sông. Một người đàn ông bám víu sợi dây này để đưa các em ngày ngày đến trường trên chiếc bè. Mà nếu không quen, nhiều người không thể đứng vững. Bè chỉ được phép chở 5 đến 7 em, nhưng có khi nôn nóng trễ giờ học. Các em cũng năn nỉ chú kéo bè chở đến 8-9 em, có lúc còn lên đến hơn 10 người. Đoạn ngay bến bè này, sông sâu đến hơn 3 mét. Chú là 15 năm qua đò từ ngã ba sông Tân tới đây là coi như là thùng nước rình, là không có đường đi qua đi lại. Đường đi cũng có là coi như mấy học sinh là không được mang giày mang dép, coi như là đi bộ thôi, đi qua ghè mét, qua đò, qua bè. Rồi coi như một ngày là coi như là 4 chuyến, một buổi chiều, buổi sáng, rồi buổi trưa nữa. Mà hè thì dễ, là mùa đông, mùa lục là coi như là khó, coi như là họ xả nước là coi như là đi không được, coi như là đi ghe máy là cũng sợ, vì là ở đây là coi như là nước chảy mạnh. Thôn nước Đinh đây là nằm cách sông sông Đinh, mà trong khi đó là có hai con sông, sông Bông với sông Đinh là hợp lại, cho nên là nước sông là cũng khá lớn, là khó khăn cho các em học sinh đi lại. Rồi thứ hai nữa là dân sinh sống rồi qua lại rất là khó khăn. Đề nghị cấp trên là xin sai cầu, nhưng mà huyện thì cũng có phê duyệt đề án là phong nguồn vốn, thì tất là dự định trong 2019-2020 là sẽ làm cái cầu với tổng nguồn kinh phí là 50 tỷ. Có được chiếc ghe bằng vật liệu composite, chuyện vượt sông chỉ bớt trồng trành chứ chưa thể có được sự an toàn với các em. Đây là những hình ảnh được ghi nhận trong mùa khô. Còn ở mùa mưa bão, sông Jin nước ngập sâu có khi đến 7-8 mét, dòng chảy dữ dội hơn nhiều. Một số em nhà ở xa bến đò kéo vẫn chọn cách lội sông đến trường. Một chiếc cầu cho thầy trò vùng núi cao này vẫn còn nằm trên bàn giấy của chính quyền nơi đây. Yeah.